Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Lê Bá Dương. Đã có hàng nghìn chiến sĩ đã nằm lại cũng ở trên cái đoạn sông này đây. Pata xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang đứng ở tại bến Thả Hoa ở thành cổ Quảng Trị và nằm ngay cạnh của sông Thạch Hãn. Vào những ngày mùa hè năm 1972, nơi đây là nơi mà diễn ra trận chiến cực kỳ ác liệt. Đây là trận chiến ác liệt nhất ở trong chiến tranh Việt Nam giữa quân giải phóng và Mỹ cũng như Việt Nam Cộng Hòa. Trong video này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại chiến trường xưa vào những ngày mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị này nha các bạn. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Đó là bài thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương đã làm để tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã nằm xuống tại cái khúc sông này đây. Và khu vực này chính là một cái khu vực mà quân giải phóng ngày xưa, năm xưa lấy làm cái nơi để mà có thể vượt qua sông để tiếp tế cho các cái chiến sĩ của mình trong trận thành cổ Quảng Trị. Và bây giờ chúng ta đến đây thì khu vực này đó là một cái bến thuyền, bến Thả Hoa, và đây cũng là khu vực của phố đi bộ. Và bên phía này thì là một cái bến, còn bên phía kia cả, bên phía của ở bên bờ bên kia của Thạch Hãn thì nó cũng là một cái bến như vậy nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào khu vực của thành cổ Quảng Trị. Và kia chính là thành cổ Quảng Trị rồi. Từ cái bến Thả Hoa thì chúng ta sẽ đi khoảng chừng chưa đầy 100 mét đâu kia kìa. Đấy, đấy chính là thành cổ Quảng Trị. Và đây chính là khu vực của thành cổ Quảng Trị đây rồi. Chúng ta chỉ cần đi qua cái tháp chuông kia kìa. Người ta đã xây một cái tháp chuông. Đây là cái tháp mới được xây dựng thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào được với thành cổ Quảng Trị. Thì thành cổ Quảng Trị thì nằm rất gần với sông Thạch Hãn. Chỉ cách một đoạn khoảng 100 mét thôi. Đấy, có một cái quả chuông rất là to ở phía trên kia. Nhưng cái tháp chuông này là người ta mới xây đây, chứ đây không phải là cái tháp chuông ngày xưa đâu nhá. Và trên kia một quả chuông rất là to kìa. Đấy, các bạn có thể thấy ở đấy. Thì chỉ cần đi qua chỗ này là chúng ta sẽ đến được với thành cổ, mà nó nằm phía sau của tháp chuông này, rất là to và xây theo kiểu thành quách ngày xưa. Và đây chính là khu vực của thành cổ rồi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phía trong của thành cổ và chúng ta cùng tìm hiểu về diễn biến cái trận đánh thành cổ năm xưa, một trận đánh mà rất là khốc liệt đã diễn ra ở tại khu vực của thành cổ Quảng Trị này đây. Đây, chúng ta đã đến được với cái thành rồi đây. Đây chính là khu vực của cái thành. Ở cái đường vào thành á, cái cổng thành á, thì cái cổng thành này là cổng thành phía tây. Thì nó là đường Nguyễn Tri Phương nhá. Nó nối từ cái bến Thả Hoa đó và đi thẳng vào. Và chúng ta đang đi trên đây là một cái con hào. Chỗ này là cái hồ nước nhưng mà bây giờ người ta thả sen ở đây này. Nhưng mà thực ra ngày xưa đây là cái hào đấy. Cái hào này dùng để mà bảo vệ cho cái thành cổ này.
nó bao quanh cái thành cổ này luôn. Đấy, xung quanh của cái thành cổ đấy là cái hệ thống hào. Và thành cổ này này, thành cổ Quảng Trị thì được xây dựng từ đời vua Gia Long, và sau đó thì đến đời vua Minh Mạng, tức là 1837 thì được mua vua Minh Mạng xây bằng gạch. Còn trước đó thì nó bằng đất, và nó trở thành một cái nơi mà có các cái cơ quan của các chính quyền phong kiến ngày xưa. Chúng ta đang nhìn thấy đây là thành cổ Quảng Trị, một cái cổng phía tây. Cái cổng này thì nó chẳng còn cái gì hết, nó chỉ còn được có mỗi cái góc bên trái như thế này thôi đấy. Và đây là những gì còn lại, còn sót lại sau chiến tranh, và một đoạn tường thành này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên đây một cái đoạn tường thành nhá. Và cái đoạn tường thành này đây, nó bây giờ đứng đây mà nhìn thì thấy là nó chỉ còn có một chút xíu thôi, nó không cao hơn so với mặt đất bằng là bao nhiêu cả. Đó, ngày xưa thì nó cao đến 5 mét mà bây giờ thì không còn một tí nào. Và hiện tại ở đây thì dù là qua thời gian nhưng mà cũng có thể nhìn thấy được những cái vết bom, vết đạn đây, những vết đạn này đó, nó găm vào ở trong cái tường thành này. Theo cái sử liệu mà ghi lại ấy, thì cái thành này này là cái tường này nó cao đến 4 mét, còn nó dày ấy, cái độ dày của cái tường này là 12 mét. Và cái chiều dài, tức là chu vi của cả cái tường thành này là đến hơn 2.000 mét, tức là hơn 2 cây số. Vậy mà bây giờ thì nó bị coi như bị san phẳng rồi. Bên kia còn không còn một cái gì luôn. Đấy, bên kia còn không còn cái cổng luôn. Đó, và đấy là những cái gì còn sót lại ở tại cái khu vực cổng thành phía tây đấy. Không còn một cái gì luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong đây, và chúng ta vừa đi vừa tìm hiểu về cái trận đánh 81 ngày đêm. Trong chiến tranh Việt Nam thì trận đánh 81 ngày đêm ở tại thành cổ Quảng Trị này là cái trận đánh mà khốc liệt nhất. Trên từng mỗi cm đất ở tại nơi đây đều ghi dấu, đó là có thể đó là thân xác của những người binh sĩ của cả hai bên, của cả quân giải phóng lẫn Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã hy sinh ở đây trong một cái chu vi chỉ có 2.000 mét và tính ra khoảng 3 km vuông, thì mà có đến là mỗi bên hơn 1 vạn quân, tức là hơn 10.000 quân ấy, và chết đó các bạn, rất là nhiều. Đó, đây các bạn nhìn đi, một cái bức tường thì nó đến kia thôi. Đấy, cái chiều này khoảng chưa đến 1 km đâu, khoảng mấy trăm mét, chiều kia cũng mấy trăm mét. Đó, và mà tổng cộng ở đây là mỗi bên cũng phải hàng vạn quân là chết ở đây các bạn. Và họ tranh nhau từng cái mét đất. Này, bây giờ nhìn cái bức tường này, bây giờ nó chỉ còn lô nhô một chút xíu thôi. Và một số cái đoạn kia cả, ở kia có một cái đoạn nó vẫn còn, nhưng mà còn lại không đáng kể. Đây là thành cổ Quảng Trị. Ngày xưa chiến sự ác liệt cực kỳ lớn luôn ở đây. Quay lại thời điểm năm 1972 thì quân giải phóng miền Nam đã tổ chức tổng tấn công trên 3 chiến trường chính, đó là Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trong đó thì chủ yếu là chiến trường ở tại Quảng Trị. Và lúc này thì hội nghị Paris giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đang là đàm phán về chiến tranh của Việt Nam thì đang là có lợi cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vậy nên là quân giải phóng thực hiện cái chiến dịch tấn công này nhằm đạt được những cái ưu thế để có được thêm những cái lợi thế ở trên cái bàn đàm phán. Do vậy là cuộc tấn công đã nổ ra. Kìa, các bạn hãy nhìn coi, cái kia còn một tí cái tường thôi. Đấy, cái tường nó chỉ còn có một đậy mà còn lỗ chỗ vết đạn nữa cơ. Cái vết đạn nữa cả, một tí thôi, không còn là bao nhiêu cả, còn rất là ít.
Thì ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân giải phóng đã ồ ạt vượt qua sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 để tấn công vào mặt trận ở tại Quảng Trị. Sau 2 tháng mở cuộc tấn công, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1972, thì quân giải phóng đã chiếm được toàn bộ ở tỉnh Quảng Trị. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã phải rút về phía phía Nam. Và trong cái cuộc đấu đó đã xảy ra những cái sự kiện như là ở trên đại lộ Kinh Hoàng. Và lúc bấy giờ thì cái sư đoàn mà đang là đóng giữ để bảo vệ Quảng Trị của Việt Nam Cộng Hòa đó là sư đoàn 3 bộ binh do chuẩn tướng Vũ Văn Dài là tư lệnh. Thì vì để mất cái Quảng Trị này nên là tướng Vũ Văn Dài đã bị tòa án binh là kết tội và giam trong vòng 5 năm. Đây là một cái cổng thành ở tại mặt Nam này. Và đây, cái cổng thành này là cái cổng thành duy nhất mà còn sót lại và còn nguyên vẹn. Còn các cái mặt khác thì đã hoàn toàn là bị phá hủy hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái cổng thành này. Đó, nó còn nguyên vẹn luôn. Đấy, ngày xưa xây thì nó là như thế này đây này. Đấy, lúc mà nó chưa bị phá hủy đấy, thì cái thành cổ Quảng Trị này nó đẹp lắm. Và cái cổng thành nó hoành tráng như thế này đây. Nhưng mà sau khi mà cái cuộc chiến tranh xảy ra, đặc biệt là cái trận 81 ngày đêm ở tại thành cổ Quảng Trị, thì thành cổ này nó bị phá hủy gần như là hoàn toàn. Và chỉ còn sót lại có mỗi cái cổng này thôi là còn nguyên vẹn. Đây, chúng ta sẽ đi lên trên đây. Đó. Và ngày xưa thì cái thành nó như thế này. Để mà vào cái thành thì phải qua những cái cổng. Nó có 4 cái cổng, Đông, Tây, Nam, Bắc. Ở trên cái cổng này thì nó có một cái vọng lâu, tức là nơi để mà đứng ở trong này này. Đó. Và cho lính canh đứng ở phía trong đây. Đứng đây có thể nhìn bao quát luôn cái ở phía trước. Đó, tôi đang đứng ở trên cái vọng lâu này đây. Và nhìn ra phía trước này, có thể quan sát rất là rõ này. Và đây là cái hào. Cái hào nước này nó rộng lắm, nó phải 40 mét đấy. Và bốn góc của cái thành cổ này thì nó có 4 cái pháo đài. Đấy, cái chỗ mà nó nhô ra đấy, đấy là cái góc. Nó nhô ra đấy chính là nó là một cái pháo đài đấy. Và bốn góc của cái thành nó là 4 cái pháo đài. Những cái pháo đài này ngày xưa thì nhà Nguyễn là đặt hệ thống pháo ở đấy, những cái ụ pháo để mà bảo vệ cho cái thành này. Đứng ở đây thì cũng có thể nhìn vào phía trong thành và quan sát mọi cái diễn biến của mọi các hoạt động ở phía trong này đây. Và cũng có thể chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là cái cửa phía đông kìa, nó ở phía xa xa kia, sau cái đây là vị trí trung tâm này, còn cửa phía đông ở phía xa kia. Đấy. Và trên mỗi cái vị trí ở tại khu vực này là những cái nơi là cái nơi tranh chấp giữa Việt Nam Cộng Hòa, giữa các binh sĩ của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là quân giải phóng. Cái chỉ còn có một cái cổng là còn nguyên vẹn thôi, chứ còn đây cái bức tường đấy, các bạn coi bây giờ nó cũng chỉ cao khoảng chừng 1 mét hơn thôi, nó cũng không còn là hình dáng của một bức tường nữa, nó chỉ còn cái đế thôi, cái chân đế thôi. Đấy, quay trở lại với cái diễn biến của trước trận đánh, thì khi mà tướng Vũ Văn Dài rút về và sau đó là bị kết án, thì tư lệnh của vùng 1 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa đó là Hoàng Xuân Lãm thì cũng bị cách chức và thay bằng đó là tướng Ngô Quang Trưởng. Đây cũng là một vị tướng rất là giỏi của Việt Nam Cộng Hòa. Và tướng Ngô Quang Trưởng đã được giao nhiệm vụ là tái chiếm lại Quảng Trị và giải phóng những cái vùng đã bị quân giải phóng chiếm lấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua phía này xem còn gì không nhé. Bên kia chỉ còn thấy một số cái bức tường thôi. Bên phía này thì tôi cũng chỉ thấy là ở đây cái bức tường nó còn cao khoảng chừng 2 mét. Và chỗ kia còn cái tường kìa. Còn chỉ còn lỗ chỗ thôi. Đạn đã bắn, đạn pháo, bom đã thả xuống đây rất là nhiều. Nên là bây giờ thì nó bị phá nhiều lắm rồi. Tàn phá hết rồi các bạn ạ. Đấy,
chỉ còn bức tường có chút xíu thế này thôi. Và cái này thì đứng bằng đầu thôi này. Đó, cái chỗ tường thành ở phía nam này thì còn hơi cao cao, còn lại thì đã sập hết rồi. Đây, hôm nay tôi đến đây cũng gặp một đoàn các cựu chiến binh ngày xưa tham gia trận đánh ở tại thành cổ Quảng Trị này đây. Xin chào các cô chú nhá. Vâng, xin chào cô chú ạ. Sau khi tướng Ngô Quang Trưởng được bổ nhiệm làm tướng lệnh của vùng 1 và quân khu 1 này luôn, thì tướng Ngô Quang Trưởng đã thực hiện một cái chiến dịch đó là Lam Sơn 72 nhằm tái chiếm Quảng Trị và đẩy quân đội của quân giải phóng ra trở lại vĩ tuyến 17. Và sau đó thì các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa đã tấn công vào các lực lượng của quân giải phóng ở tại Quảng Trị và vượt qua sông Thạch Hãn và tấn công đến khu vực của thành phố thành cổ Quảng Trị này đây. Và cuộc chiến 81 ngày đêm ở tại thành cổ Quảng Trị bắt đầu. Thì ở tại thành cổ Quảng Trị này, đây là một cái khu vực mà nó có một cái vị trí biểu tượng rất là lớn. Vậy nên là nếu mà ai mà bên nào mà chiếm được thành cổ Quảng Trị này ấy, thì sẽ có được cái lợi thế rất là lớn trên bàn đàm phán ở tại Paris. Vậy nên là cả hai bên đều dồn quân, coi như là dồn tổng lực quân đội của mình, lực lượng của mình có mặt ở tại khu vực này đây, vào cho cái trận chiến này. Và chỉ trong có 3 km², tức là chỉ vòn vẹn ở phía trong của thành cổ Quảng Trị này, đã diễn ra rất rất nhiều những cái trận đánh trong suốt 81 ngày đêm giằng co ác liệt giữa binh sĩ hai bên. Và những cái bức tường thành kia kìa, ngày trước nó trước cái trận đánh 81 thì nó còn 81 ngày đêm ở đây thì nó còn nguyên vẹn luôn, nhưng mà sau trận đánh thì đấy, các bạn nhìn coi, bây giờ nó chỉ còn thấp thấp như vậy thôi đấy. Từng cái chỗ mà chúng ta đang nhìn thấy đấy, nó là cái chỗ mà binh sĩ hai bên là giành giật nhau từng mét đất luôn. Cùng với đó thì quân đội Hoa Kỳ đã hỗ trợ, yểm trợ cho các hoạt động của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng cách là cho không quân bắn phá liên tục ở đây. Và có những cái thời điểm ở trong 81 ngày đêm ấy, thì cái lượng mà bom được thả xuống ở tại khu vực chỉ trong 3 km này nó tương đương đến 120.000 tấn bom. Một con số cực kỳ khủng khiếp. Tôi không thể tưởng tượng ra được rằng là chỉ trong một cái không gian nó nhỏ hẹp như ngày hôm nay mà tôi đang nhìn thấy đây, mà lại hứng chịu một cái lượng bom nó lớn khủng khiếp đến như vậy. Để dễ có thể hình dung ra thì chúng ta cứ lấy lại cái quả bom mà Mỹ đã thả xuống Hiroshima của Nhật Bản ấy, năm 1945 ấy, thì cái lượng bom là 120.000 tấn đấy, nó tương đương là 5 quả bom nguyên tử mà đã thả xuống Hiroshima. Tuy nhiên cái lượng bom đó chỉ thả duy nhất ở trong cái khu vực của Quảng Trị, của thành cổ Quảng Trị này thôi các bạn. Khủng khiếp ạ. Và với cái lượng bom khủng khiếp như vậy thì nó đã gây thương vong rất là lớn cho quân giải phóng. Cùng với đó thì những gì mà có ở tại thành cổ Quảng Trị này, những cái tường này, những cái công trình ở phía trong này thì gần như là bị san phẳng. Ngày xưa thì ở đây không có mấy cây dừa này đâu các bạn. Nó không có, đây là những cái mà người ta đã trồng sau này đấy. Còn ngày xưa ở đây nó không có. Đó, và chúng ta đang nhìn thấy những cái bức tường thành nó chỉ lúng túng như vậy thôi. Nó không có, nó không còn cái độ cao. Gần như là nó bằng với cái đất này thôi này. Nó bây giờ nó giống chỉ là một cái nhấp nhô thôi. Bây giờ thì chúng ta đang đi qua cái cửa này gọi là cửa Bắc. Chỗ này là cửa Bắc rồi các bạn. Ở gần cái cửa Bắc này có một cái công trình này, nó giống như một cái giếng nước ấy. Chúng ta sẽ thử đến đây. Đây. Đấy, những cái vị trí như thế này đây, ngày xưa là hai bên, binh sĩ của hai bên là tấn công này, đánh nhau. Đây, cái vị trí này các bạn coi. Có lẽ là đây là cái giếng chăng? Tôi không biết là cái gì. Tròn tròn. Bây giờ thì chỗ này thì nó đã bị lấp rồi, nó là đất rồi. Thì hoặc là nó là cái giếng, hoặc là nó là cái vườn hoa gì đấy. Và từng cái vị trí như thế này, đây là những cái nơi mà
binh sĩ hai bên là giành giật nhau từng mét đất. Khủng khiếp lắm. Ban đầu thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu là phải tái chiếm Quảng Trị trong vòng 15 ngày, tức là khoảng 2 tuần. Tuy nhiên thì điều đó đã không bao giờ được thực hiện. Vị tướng mà giỏi nhất đó là Ngô Quang Trưởng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra chỉ huy ở tại vùng 1 chiến thuật này. Và ông ấy đã hiểu được là không thể giải phóng Quảng Trị trong 15 ngày bởi cái sức kháng cự cực kỳ lớn là của quân giải phóng. Đây là khu vực của Đông Thành đây. Đây lúc nãy là chúng ta đi từ hướng này này. Chúng ta lúc nãy là chúng ta đứng ở phía hướng Tây là phía bên kia. Và đây là Đông Thành. Đó. Và cửa Đông. Cửa Đông bây giờ thì cũng chỉ còn lại có một cái mỏm nhỏ của tường thành này thôi. Đấy là những gì còn lại của bom đạn đấy các bạn. Đó, bom đạn mà nó xới hết lên. Đây, nó bắn, nó khoét sâu vô trong này. Đây, có cái lỗ này. Đấy, nó khoét sâu vô trong như thế này. Vết bom đạn đấy. Ở trên đây là những cái đây, những cái vết đạn bắn. Và ở chỗ này người ta cũng đặt những cái bát hương ở đây. Vì trên mỗi cái cm của tường thành này này, đó là những cái, có thể đó là những cái thân xác của những cái binh sĩ tử trận của cả hai bên đã có thể là hòa mình vào trong những cái đất đá ở đây các bạn. Bởi vì ngày xưa cái lượng bom đạn thả xuống đây lớn lắm. Và người ta đánh giá rằng là cái lượng bom đạn mà thả xuống đây ấy, thì nó là cái nguyên nhân mà gây ra cái thương vong lớn nhất. Còn cái việc tử thương do chiến đấu thì nó chỉ chiếm một cái phần khoảng 30% mà thôi. Hai bên giằng co ác liệt. Cứ bên này tiến lên thì bên kia phản công, nhằm cắm cho được cái lá cờ lên trên kỳ đài của thành. Và cứ bên này cắm thì bên kia tấn công và nhổ. Và cứ thay phiên nhau, lá cờ của hai bên liên tục được thay đổi ở tại khu vực của kỳ đài. Một số cựu binh tham gia trận Quảng Trị này kể lại, có những đại đội xung phong vào trận Quảng Trị và đi thì đầy đủ quân số, về thì không còn một ai, tức là hy sinh cả đại đội. Còn có những tiểu đoàn với quân số lên đến gần ngàn người thì đi vào đây thì đi về, lúc về quân số của tiểu đoàn chỉ còn khoảng 30-40%. Quân số Việt Nam Cộng Hòa tham gia trong cái trận chiến ở tại thành cổ Quảng Trị này lên đến là 35.000 quân, bao gồm là các cái liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù, thiết đoàn 7-18 kỵ binh và 3 lữ đoàn của thủy quân lục chiến và các cái tiểu đoàn pháo công binh cùng với hàng trăm cái xe thiết giáp, xe tăng để yểm trợ. Và quân đội Hoa Kỳ thì có nhiều cái cố vấn tham gia cùng chỉ huy cho trận đánh này. Cùng với đó thì Hoa Kỳ sử dụng không quân để yểm trợ hỏa lực cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và như các bạn đang thấy thì hương khói thì vẫn đang được thắp ở tại khu vực này. Tôi thì cũng dừng lại ở đây một chút để cầu nguyện cho các chiến sĩ của cả hai bên đã tử nạn trong chiến tranh ở tại đây. Khu vực này nó chính là cái khu vực của cái nhà lao mà ngày xưa người Pháp ấy, người ta xây dựng để mà giam giữ ngày xưa đấy. Và đây là những cái giường đây này. Đó, bây giờ người ta phải chống bằng cái sắt như kia, chứ thôi nó đổ mất. Bởi vì nó là một cái công trình tuy là kiên cố đấy, nhưng mà nó đã trải qua chiến tranh rồi, nên là nó rất dễ đổ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái cửa của nó nhé, và đi vào phía trong. Đây là tôi đang đi ở phía ngoài này.
đó. Và một cái công trình kiên cố như thế này đây như thì là một cái nơi mà sẽ diễn ra những cái trận đánh ác liệt lắm. Trong chiến đấu thì những cái công sự như thế này đó là những cái công trình mà hai bên đều muốn giành giật, bởi vì nó sẽ giúp bảo toàn cái tính mạng cho những người chiến sĩ, và ai mà ở trong chỗ này thì sẽ được bảo vệ tốt hơn. Vậy nên là hai bên ra sức mà giành giật lấy cái vị trí này. Và chúng ta cũng nhìn thấy thì đây, cái nhà lao này nó bằng bằng đá, và đây là cái cửa đi vào này. Đấy, cửa đi vào nhà lao. Đấy, và đây là cửa sắt. Chúng ta sẽ đi vào trong này nhé. Đấy, những cái căn hầm rất là tối, tối tăm. Ở đây là người ta là cũng có tu bổ lại một chút để cho chúng ta dễ hình dung. Còn đây là cũ này, nhưng mà trong này là không có tu bổ gì hết này. Đây, chúng ta đang đi vào đây là những cái công sự, những cái công sự như thế này. Nó là những cái mà hai bên giành giật, và chỗ này đã từng xảy ra những cái trận mà sắp lá cà giữa binh sĩ của hai bên. Ở đây người ta còn phải chống bằng cái sắt này đó. Và tôi thấy là từng cái khu vực này đều có hương khói hết. Và tôi đang hình dung ra là người những tốp mà chiến sĩ của quân giải phóng từ ngoài tấn công vào, và trong đây là tốp của chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa, khi mà là chiếm được ở đây rồi thì lại tấn công ra, sau đó là các tốp của chiến sĩ của Việt Nam, của quân giải phóng lại đẩy được các tốp chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa ra. Và chúng ta đang đi phía trong, phía này rất là lạnh lẽo. Và bây giờ thì rêu nó đã mọc này, nó lạnh này, các bạn thấy không, rêu nó đã mọc xanh hết rồi. Và vào những cái ngày của mùa hè đó lửa 1972 thì trận Quảng Trị xảy ra, thì đây cũng là nơi, một trong những nơi mà giành giật từng cái không gian này đây. Và để chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất là đây, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy, nhìn đi, các bạn nhìn đi ạ. Những cái vết này đây chính là những cái vết của súng cối nó bắn vào. Dùng súng cối mà bắn ở phía trong này mới ghê. Còn hay như trong đây này. Đó, sau khi mà giả sử các bạn cứ hình dung là kiểu như là một chiến sĩ đang ở trong chỗ này đi. Rồi ở phía ngoài này, giả sử đây là quân Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào thành cổ, thì họ vào đây, mà trong khi ở đây là chiến sĩ của quân giải phóng ở phía trong, thì họ đến sẽ đứng ở chỗ này, xong rồi đưa súng vào bắn loạn xạ luôn. Đấy, và đây chúng ta nhìn thấy các vết đạn này, ghê không? Đấy là các vết đạn thật sự đấy, của ngày xưa đấy các bạn, chứ không phải là người ta chấm chấm vào để cho chúng ta nhìn đâu. Và đây thực sự là các vết đạn đấy các bạn ơi, ghê lắm, lỗ chỗ các vết đạn luôn, chúng ta có thể nhìn thấy, khủng khiếp không? Đây này, đây là một trong một cái căn, gọi là một cái căn, một cái buồng giam của người Pháp ngày xưa, thì lại là cái nơi để trú ẩn cho các cái binh sĩ tham gia trận chiến. Thật sự là khốc liệt, khủng khiếp. Tôi vào đây mà tôi còn thấy rằng là đấy là bây giờ chúng ta mới chỉ đi gọi là đi tham quan thôi, thì chúng ta còn có thể hình dung ra sự khốc liệt, khủng khiếp nó như thế nào. Ghê quá. Khủng khiếp quá các bạn. Đấy, những cái chỗ này, chỗ nằm của tù nhân ngày xưa đấy, thì trở thành cái chỗ nằm của các binh sĩ khi mà chiếm được cái vị trí này để phòng thủ và để bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Một số nơi thì một số cái căn phòng thì vẫn còn cửa này. Đây, cửa đây. Đấy. Nó cũng đã ấy lắm rồi. Chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy là những vết đạn bắn này. Đây này. Các bạn nhìn đi. Đây là những vết đạn bắn đấy. Lỗ chỗ luôn. Tức là mức độ mà đánh sắp lá cà ở đây khủng khiếp. Hai bên cách nhau chỉ khoảng vài mét và bắn nhau. Miễn sao phải diệt được bên này, phải diệt được bên kia. Đấy, khủng khiếp không? Wow, chưa.
Các bạn thấy cái mức độ ác liệt của chiến tranh nó là như thế nào. Kìa, đây, chúng ta nhìn đi, các bạn hãy nhìn đi. Đây là những vết đạn đây này. Đó, đạn bắn đấy. Mỗi cái viên đạn mà nó bắn là nó găm vào, nó tạo ra một cái lỗ như vậy. Các bạn hãy hình dung về cái cận chiến giữa binh sĩ hai bên ở đây đi. Và cứ tốt binh sĩ nào vào, hết tốt binh sĩ này rồi đến tốt binh sĩ kia vào, lần lượt cứ vậy mà đi vào. Đó, những cái chỗ này nó hõm sâu vào, nó là do bom nó thả xuống đây. Đó, rồi Mỹ thả bom xuống chỗ này để tiêu diệt những cái người chiến sĩ của quân giải phóng đang đồn trú ở trong chỗ này này. Vậy nên là nó phá nát luôn. Và trong cả cái khu vực cổ thành cổ Quảng Trị này thì chỉ còn có mỗi cái công trình, đó là cái nhà lao này thôi, là còn lại. Tức là còn tương đối là có thể cho, có thể nhìn thấy nó là còn nguyên vẹn. Còn và cái thành ở phía khu vực của phía nam thì còn, chứ còn tất cả các chỗ khác thì đã đều sập hết rồi. Đó, đây là cái khu vực của nhà lao nhá. Và khủng khiếp quá. Tôi vào đây mà tôi thấy lạnh người. Rất là lạnh người luôn. Và khi mà hình dung lại cái cảnh chiến đấu sắp la cà với nhau, một tốp chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa thì cố gắng để đi vào, còn một tốp chiến sĩ của quân giải phóng thì phòng thủ ở phía trong, bắn ra. Ở đây thì đạn thì bắn vào, và ngoài thì đạn bắn ra, cứ bắn qua bắn lại với nhau. Vậy nên cái số lượng thương vong của cả hai bên nó là cực lớn, quá lớn. Và mỗi bên là hơn 1 vạn quân, tức là hơn 10.000 quân đã nằm lại ở trên cái chiến trường của thành cổ Quảng Trị này đây. Chỉ có riêng thành cổ Quảng Trị này thôi á các bạn. Nó ghê như vậy đấy ạ. Và gần với cái nhà tù ấy, là ở đây thì có một cái hố bom ở gần cái khu vực của phía Bắc Thành. Đây, cái đây là cái hố bom này, nó phải rộng đến 20 mét. Và 50 năm rồi đấy mà cái hố bom nó còn to như thế này đây. Đây là bom không biết là loại bom gì, nhưng mà B-52 nó thả xuống đây. Khủng khiếp không các bạn? Đó, và đây là cái hố bom mà người ta để lại. Còn các hố bom khác thì bây giờ đã được lấp hết rồi. Ngày xưa thì chắc chỗ này, khu vực này đầy những hố bom luôn. Nhưng mà bây giờ đã được lấp lại và cây cối là trồng lên như thế này đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với cái khu vực của Bắc Thành. Kia, các bạn nhìn kia, nó chỉ còn có một bức tường kia cả. Đấy, và ở đây nó có một cái lỗ nó xuyên qua. Đấy, nó xuyên qua luôn. Thì đấy là lỗ của đạn pháo đấy ạ. Kiểu như là một cái pháo kích vào thì bắn xuyên qua luôn cái tường này luôn. Đủ để thấy cái mức độ là công phá và tàn khốc ở tại đây. Ấy vậy mà những chiến sĩ của cả hai bên vẫn được lệnh là phải bám trụ cho bằng được, nhằm giữ được một cái vị thế. Đó là tôi đã giành ưu thế ở trên chiến trường, và bên nào cũng muốn rằng là mình là cái bên mà có ưu thế ở trên chiến trường. Vậy nên là bằng mọi giá là chiến đấu và giữ cho bằng được cái vị trí của mình. Quá khủng khiếp. Giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái khu vực của Bắc Thành này nha các bạn. Cái khu vực này thì nó đã bị tàn phá hết rồi. Và chỗ này chắc thì còn có một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ đi vào xem là nó còn lại những gì nhá. Đứng từ đây mà nhìn thấy, nhìn đến rồi thì tôi đã thấy là lởm chởm những cái vết đạn bắn ở trên cái bức tường. Và ở cái Bắc Thành này đây thì tôi thấy là vẫn còn cái cổng để đi vào. Và cái cánh cổng kia thì chúng ta sẽ, các bạn thấy nó lỗ chỗ không? Cái này là nó không phải do thời gian nó reset đâu các bạn ạ.
mà đây là cái kết quả của đạn đấy. Đấy, đây chính là cái cổng thành ở Bắc Thành này. Đó, và các bạn hãy nhìn coi, đây là một cái cánh cổng bằng sắt, bây giờ người ta giữ lại. Đó, giữ lại này, cổng sắt nhá, người ta bây giờ khóa luôn rồi, cái cổng này sẽ không ra vào nữa. Và hãy nhìn cái này đi ạ, đây là sắt này, mà đạn pháo bắn từ ngoài vào, bắn mà thùng luôn qua đây. Khi mà tôi đứng đằng sau cái cửa này, tưởng như là nó bằng sắt này và nó có thể bảo vệ cho tôi, nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự công phá của những cái viên đạn nó khủng khiếp đến cỡ nào. Và cái cửa sắt này cũng không có là cái gì hết, mà nó bắn là xuyên thủng qua luôn, rất ghê. Một cái cánh cửa với lỗ chỗ những vết đạn găm ở trên cái cửa, quá ghê gớm. Ở đây còn có cả một cái lỗ ở trên cái cổng này đó, có cả một cái lỗ, chắc có lẽ là một quả bom đã rơi ở ngay chỗ này làm phá tan cái lỗ đó ra. Còn trên cái cổng này thì chi chít những vết đạn các kiểu luôn. Một bên thì muốn tấn công vào, đó là Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào, còn một bên thì ở trong là phòng thủ đấy. Vậy nên là hai bên cứ bắn qua bắn lại, và những cái lỗ chỗ của và những cái vết đạn này là cho chúng ta hiểu được cái sự ác liệt của các cái trận chiến mà trong 81 ngày đêm liên tục này. Những vết đạn khủng khiếp chưa, vết to vết nhỏ. Cái này không phải là người ta phục dựng đâu nhá, mà đây là nguyên mẫu đấy các bạn ạ. Ở đây là có sao là người ta để vậy đấy. Đây, hãy nhìn vô cái vết này đi. Đó, cái đầu đạn nó găm vào đây. Đây nữa này. Không có phục dựng đâu các bạn ạ. Cái này là cái để nguyên đấy. Thực tế có như thế nào người ta để lại như vậy đấy. Khủng khiếp quá. Ở trên kia nữa, rất nhiều. Chẳng chi chít những cái viên đạn, những cái lỗ đạn. Đạn nó bắn vào. Còn bức tường thì nó cũng chỉ còn lại là cái dáng vẻ thôi, chứ còn nó cũng không còn là hẳn là một bức tường nữa, bởi vì nó đã bị tàn phá khủng khiếp quá rồi. Đây là cả một cái mảng to của bức tường này bị bay ra. Có lẽ là một là do bom nó công phá, hoặc là do đạn pháo bắn vào thì nó mới tạo ra những cái lỗ to như thế này, khủng khiếp. Thì một bên thì cứ nấp, nó dùng cái bức tường này làm cái che chắn mà để nấp, vậy nên là cứ vậy là nấp ở đây và để phản công. Còn một bên thì cứ ở ngoài bắn vào, tấn công vào từng tốp. Và ngày xưa thì các lực lượng tham gia trong cái trận chiến này là các lực lượng toàn là lực lượng tinh nhuệ của cả hai bên. Thì trong đó của quân giải phóng đó là các lực lượng đặc công. Mà tôi được nghe kể là các lực lượng đặc công có những trung đội, tức khoảng vài chục người đi, và đi về chỉ còn có 2-3 người thôi. Đặc công ấy thì đánh rất là giỏi, vậy mà cũng không thể nào mà bảo toàn được cái tính mạng khi mà tham gia những cái trận chiến ác liệt như thế này. Còn bên phía của Việt Nam Cộng Hòa cũng thế, đó là những cái tiểu đoàn đặc công cũng rất là nổi tiếng, cũng rất là ghê, đánh cũng rất là rát, nhưng mà đi về thì chỉ còn lại khoảng chưa được một nửa quân số còn lại. Và sau cái trận chiến này thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt hại rất là lớn. Trong đó là những cái sư đoàn như là sư đoàn Dù này, đó là những cái sư đoàn rất là thiện chiến của Việt Nam Cộng Hòa, thì bị mất đến cả nửa quân số, và làm cho cái sức chiến đấu của toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa giảm sút rất là lớn. Về phía của quân giải phóng thì sau cái trận chiến này thì cũng bị thiệt hại rất là nặng. Tuy nhiên thì đạt được một cái đó là cái ưu thế ở trên bàn làm phán đó, và đạt được cái ưu thế về mặt chiến lược. Sau gần 3 tháng giành giật nhau từng cm ở tại thành cổ Quảng Trị, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã áp sát được vào thành cổ từ 3 hướng, và chỉ còn lại một hướng, đó là khu vực của bờ Tây, tức là khu vực của cổng Tây giáp với sông Thạch Hãn, thì quân giải phóng vẫn đang còn chiếm giữ.
và các cái việc mà tiếp vận, tiếp viện cho các cái chiến sĩ mà chiến đấu ở trong cái thành cổ của quân giải phóng trở nên hết sức khó khăn. Do lúc đó là mưa lớn và lũ của sông Thạch Hãn lên cao, vậy nên là các chiến sĩ ở trong thành cổ Quảng Trị này gần như là cạn lương thực cũng như là cạn vũ khí. Để bổ sung cho số lượng binh sĩ đã từ trận ở trong khu vực của thành cổ Quảng Trị này, thì quân giải phóng chỉ có một con đường, đó là phải vượt sông Thạch Hãn. Và đồng thời với đó thì đó cũng là cái con đường để mà tiếp tế lương thực cũng như là vũ khí cho các cái đội mà chiến đấu ở phía trong thành cổ này đây. Và chính vì cái điều này cũng gây rất là nhiều những cái thiệt hại cho quân giải phóng khi vượt sông. Vì khi vượt sông là lúc mà các lực lượng như quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Mỹ sẽ đánh bom rồi tấn công và gây ra rất nhiều những cái thương vong. Và đến ngày 15 tháng 9 năm 1972, sau 81 ngày đêm, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dồn lực tấn công từ cả ba phía. Phải đến 22 giờ đêm ngày 15 tháng 9 năm 1972 thì quân giải phóng đã quyết định là rút khỏi thành cổ Quảng Trị, sau khi đã đạt được cái mục tiêu đó là chiếm giữ cái thành này và có cái lợi thế ở trên cái bàn đàm phán. Và họ đã rút khỏi thành cổ Quảng Trị theo cái con đường là ra sông Thạch Hãn. Sau khi rút khỏi thành cổ Quảng Trị và vượt sông Thạch Hãn thì các lực lượng của quân giải phóng cũng đã bị thiệt hại rất là nhiều. Kết quả là quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đã giành lại được thành cổ Quảng Trị này. Tuy nhiên với một cái giá rất là đắt, đó là hơn 10.000 quân đã tử trận ở đây. Theo cái thống kê mà quân giải phóng đưa ra thì có đến 25.000 quân của Việt Nam Cộng Hòa đã thiệt mạng ở trong cái trận chiến này. Còn phía Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ thừa nhận là có hơn 10.000 quân mà thôi. Còn quân giải phóng thì theo cái thống kê của phía Việt Nam Cộng Hòa thì họ cũng nêu là có khoảng 20.000 quân đã thiệt mạng ở trong cái trận chiến này. Tuy nhiên thì về phía quân giải phóng chỉ thừa nhận là có khoảng 4.000 quân thiệt mạng trong trận chiến ở tại thành cổ Quảng Trị này mà thôi. Dù số lượng nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái trận chiến của ở tại thành cổ Quảng Trị này đây là một cái trận chiến rất là đẫm máu, và có hàng vạn người, hàng vạn binh sĩ của cả hai bên đã ngã xuống ở trên cái khu vực của thành cổ Quảng Trị này. Trong đó có những người mà tới ngày hôm nay vẫn chưa tìm được thân xác. Bởi vì ở đâu đó, ở trên những cái mét đất này thì đâu đó là máu xương của những binh sĩ ấy đã hòa cùng với đất. Vị trí này, đây chính là cái vị trí là sở chỉ huy của tiểu đoàn 3, tức là K3 Tam Đảo, ở bộ đội địa phương tỉnh đội Quảng Trị. Và chỗ này là cái chỗ mà đặt cái sở chỉ huy của cái mặt trận ở tại thành cổ Quảng Trị này đấy các bạn. Và trong những ngày cuối của cái trận chiến 81 ngày đêm này thì cái khu vực của phía tây này, tức là khu vực giáp với bờ sông Thạch Hãn ấy, thì chỉ còn cái khu vực này là cái khu vực mà quân giải phóng còn giữ lại được. Còn ba mặt khác ấy, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã áp sát và chiếm giữ rồi. Sau 81 ngày đêm giao tranh ác liệt thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ đã chiếm lại được cái thành cổ Quảng Trị này, và cũng đã tái chiếm lại được phần lớn diện tích của tỉnh Quảng Trị đến bờ nam của sông Thạch Hãn. Còn quân giải phóng thì đã giữ được thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày để tạo một cái lợi thế cực kỳ là lớn ở trên cái bàn đàm phán ở tại Paris. Và đồng thời thì từ phía bắc của sông Thạch Hãn cho đến vĩ tuyến 17 đã thuộc về quyền kiểm soát của quân giải phóng. 81 ngày đêm của trận chiến ở tại thành cổ Quảng Trị này quả là khốc liệt.
và hàng vạn binh sĩ của cả hai bên đã nằm lại nơi đây. Tôi chỉ cầu mong rằng các binh sĩ của hai bên đã ngã xuống ở tại đây sẽ phù hộ cho đất nước của chúng ta, để từ nay về sau thì sẽ không còn một cái cuộc chiến nào nữa trên mảnh đất quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta nữa. Và đây là bến Thả Hoa. Nơi này những người cựu binh đã tham gia chiến trường năm xưa, mỗi khi mà quay trở lại thăm chiến trường thì họ đều đến đây để thắp hương và thả hoa để tưởng nhớ những người lịch sĩ đã hy sinh ở trên cái mặt trận, đó là thành cổ Quảng Trị. Và trong đó có một người, đó là Lê Bá Dương, với một cái bốn câu thơ rất là nổi tiếng: đò lên Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Và đã có hàng nghìn chiến sĩ đã nằm lại cũng ở trên cái đoạn sông này đây. Và giờ đây nơi đây đã trở là thành một cái bến thả hoa để tưởng nhớ những người chiến sĩ đã hòa mình vào dòng sông Thạch Hãn. Đến đây, tôi xin phép được dừng cái video đi tìm hiểu về trận chiến 81 ngày đêm ở tại thành cổ Quảng Trị và đi tham quan những di tích còn sót lại ở tại thành cổ Quảng Trị ở tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.